Trong video, các bạn thấy hàng nghìn con lươn nhảy múa dưới đáy biển. Loài này cả đời đứng một chỗ, chỉ ngoi lên ăn động vật phù du và phục xuống khi thấy nguy hiểm. Đây hẳn là loài lươn thiện lành nhất thế giới khi mỗi con chỉ cần vài centimet vuông, không bon chen với đời, không tranh giành lãnh thổ làm gì. Được biết, loài lươn vườn này cực kỳ nhát và rất khó quay phim, nhưng nhờ đặt máy quay nên mới có thước phim đẹp về loài lươn này.